Kính chào các bậc phụ huynh và các con. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, xin kính mời các bậc phụ huynh và các con cùng lắng nghe bài hát sau đây. Bài hát Lý Cây Xanh, dân ca Nam Bộ. Sau khi xem xong bài hát, phụ huynh hỏi con một số câu hỏi sau. Con vừa được xem video bài hát gì? Bài hát nói về ai? Theo con, vì sao nên trồng nhiều cây xanh? Kính thưa các bậc phụ huynh, để có thật nhiều cây cho bóng mát, cho hoa và cho quả cho chúng ta, cần phải trải qua các quá trình phát triển khác nhau. Để hiểu hơn về quá trình phát triển của cây từ khi là hạt đến khi nở hoa, hôm nay cô Dương xin chia sẻ với các bậc phụ huynh và các bé bài thơ Từ Hạt Đến Hoa của tác giả Nguyễn Châu. Kính mời các bậc phụ huynh cùng lắng nghe cô Dương đọc bài thơ này nhé. Từ hạt đến hoa, bắt đầu là hạt, rồi sau thành mầm. Gặp hạt mưa xuân, xòe ra lá nhỏ, lớn thêm chút nữa, vươn lên bầu trời. Cái hạt bé xíu, thành cây thật rồi. Mùa hạ nắng nôi, trời thu ngăn ngắt, rồi mùa đông lạnh, cứ dần đi xa. Cái hạt hôm qua, hôm nay cây khỏe, rồi cây khe khẽ trồi ra nụ tròn. Chùm nụ con gặp làn mưa ấm, gặp nhiều tia nắng, gặp ngàn tiếng ca. Chùm nụ xòe ra những bông hoa thắm, và nhiều hoa lắm dệt thành mùa xuân. Bài thơ Từ Hạt Đến Hoa của tác giả Nguyễn Châu sẽ hay hơn khi đọc kết hợp cùng hình ảnh minh họa đấy. Kính mời các bậc phụ huynh và các bé cùng lắng nghe bài thơ này một lần nữa. Từ hạt đến hoa, bắt đầu là hạt, rồi sau thành mầm. Gặp hạt mưa xuân, xòe ra lá nhỏ, lớn thêm chút nữa, vươn lên bầu trời. Cái hạt bé xíu, thành cây thật rồi. Mùa hạ nắng nôi, trời thu ngăn ngắt, rồi mùa đông lạnh, cứ dần đi xa. Cái hạt hôm qua, hôm nay cây khỏe, rồi cây khe khẽ trồi ra nụ tròn. Chùm nụ con gặp làn mưa ấm, gặp nhiều tia nắng, gặp ngàn tiếng ca. Chùm nụ xòe ra những bông hoa thắm, và nhiều hoa lắm dệt thành mùa xuân. Để giúp các con hiểu về tác phẩm và dễ thuộc bài thơ hơn, các bậc phụ huynh có thể hỏi các con một số câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Con vừa nghe bài thơ có tên là gì? Của tác giả nào?
Câu hỏi 2. Quá trình phát triển của cây được bắt đầu từ đâu? Câu hỏi 3. Nhờ có mưa xuân, hạt đã phát triển như thế nào? Phụ huynh giải thích cho con hiểu từ bé xíu có nghĩa là rất nhỏ, nhỏ xíu, không thể nhỏ hơn được nữa. Câu hỏi 4. Cây lớn lên đã trải qua những mùa nào? Câu hỏi 5. Từ các hạt bé xíu, hôm nay đã thành cây như thế nào? Câu hỏi 6. Chùm nụ được tác giả miêu tả như thế nào? Câu hỏi 7. Con có yêu các loại cây không? Con sẽ làm gì để cây mau lớn và khỏe mạnh? Bài thơ Từ hạt đến hoa của tác giả Nguyễn Châu nói về quá trình phát triển của cây từ khi là hạt đến khi nở hoa. Mặc dù trải qua những thời tiết khác nhau của các mùa như mùa hạ nóng nực, mùa thu man mát, mùa đông giá lạnh và thời tiết hanh khô, nhưng cây vẫn phát triển khỏe mạnh và chồi ra nụ tròn. Nhờ những tia nắng, hạt mưa, những tiếng ca, những chùm nụ đã nở ra thành những bông hoa thật đẹp để cùng nhau dệt lên bức tranh mùa xuân. Để giúp các con học thuộc bài thơ, phụ huynh đọc cùng với con 2 đến 3 lần kết hợp với hình ảnh minh họa. Mỗi khi con đọc xong, phụ huynh khuyến khích, động viên và sửa sai cho con. Khi con đã thuộc rồi, các bậc phụ huynh hãy động viên con đọc thơ một mình và thể hiện cử chỉ điệu bộ khi đọc thơ. Cây xanh mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho con người. Chính vì vậy, các con và gia đình hãy trồng thật nhiều cây xanh, yêu cây xanh, chăm sóc và bảo vệ để cây phát triển khỏe mạnh nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chúc các bậc phụ huynh thành công trong việc hướng dẫn các con đọc thơ tại nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và các bé trong các hoạt động tiếp theo.